Chào mọi người. Chào Khanh. Dạo này thì thấy tình hình dịch có vẻ đã hạ nhiệt thì thành phố Hồ Chí Minh cũng sẽ đỡ hơn. Mình cũng gần tới cái việc là có thể quay lại cuộc sống bình thường mới. Đó là một tin tốt ha. Chào Huy nha. Chào Thành Đô. Chào Sophia. Nhưng mà có vẻ là số ca nhiễm nó giảm. Nhưng mà cái cuộc chiến vẫn còn rất là dài ha. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái livestream để về những cái thuốc nè, những cái vật dụng y tế mà mình nên trang bị ở nhà để phòng trường hợp xấu nhất là mình là F0 hoặc là F1, hoặc là người nhà của mình là F0 hoặc là F1 thì mình cũng có sẵn để mà ship qua cho họ, hoặc là tự mình cứu lấy bản thân mình ha. Cái buổi livestream lần trước về vấn đề vaccine á, thì trong lúc chờ đợi mọi người vào thì không biết có bạn nào còn câu hỏi, còn thắc mắc gì không thì mình trả lời lại luôn. Chào bạn Vân, chào Thúy, chào Rio. Uống nhiều vitamin C thì không có ảnh hưởng gì đâu ha. Nhưng mà tốt nhất á, là mình chỉ nên uống khoảng 1 gram một ngày và uống trước 4 giờ sáng. Cái lý do là uống nhiều quá thì có khả năng là sẽ bị sỏi thận ha. Rồi ha, bạn bạn Vân hỏi một cái vấn đề vitamin C rất là hay ha. Thì cái thời điểm này thì mọi người nên trang bị một số lượng vitamin C ở nhà để mà mình uống. Nếu như mà không có vitamin C đó thì mình cũng có thể ăn ổi nè ha. Ổi là cái loại trái cây mà chứa nhiều vitamin C nhất trong tất cả các loại trái cây ha. Thì mình cũng có bà dì, ngày nào bà cũng ăn ổi hết mà thấy bà cũng cho nên là bà cũng khỏe mạnh lắm ha. Ngoài vitamin C ra thì mình cũng nên bổ sung những cái loại vitamin khác như là 3B, gồm có B3, B6, B12, và mình nên ăn đầy đủ tất cả các loại thực phẩm để mà có một cái sức khỏe tốt nhất ha.
Tại vì á, cái loại cái này á, là mình COVID-19 là một loại virus, cho nên á nó phụ thuộc vào cái sức đề kháng của mình rất là nhiều. Khi mà mình có một cơ thể khỏe mạnh thì mình rất ít khả năng bị nhiễm nó, và nếu như mà có nhiễm á thì mình cũng đủ sức để mà không có bị diễn tiến tới tình trạng nặng hoặc nguy kịch. Rồi, ngoài ra cái đó là cái quá trình phòng bệnh, là mình nên ăn uống đầy đủ nè ha, tập luyện thể dục thể thao thường xuyên nè. Mình biết là trong cái thời gian này là giãn cách ở nhà cho nên các bạn cũng khá là lười ha. Cái một ngày nhiều khi chỉ bắt đầu khoảng từ 10 giờ 11 giờ sáng gì đó tới 9 giờ tối thôi. Còn trước đó là mình không có hoạt động gì hết, thì cái đó nó ảnh hưởng rất là tiêu cực đến cái sức khỏe của mình cho cái giai đoạn này và sau này nữa. Thì mình nên tập một cái lối sống tích cực, là ví dụ như là sáng tập thể dục ha, rồi tối thì nên đi ngủ sớm để mà mình có một cái sức đề kháng đủ khỏe mạnh. Đó là cách phòng bệnh tốt nhất. Rồi nếu như mà mình lỡ bị bệnh, ví dụ như là mình là F0 hoặc là mình có nguy cơ bị bệnh FX, hoặc là mình tiếp xúc với người bị bệnh, mình là F1, thì những cái thuốc gì, những cái vật dụng các y tế gì mình nên chuẩn bị ở nhà để phòng cho các trường hợp xấu đó, thì đó chính là chủ đề của ngày hôm nay. Rồi, về thuốc thì đương nhiên là phải có paracetamol rồi. Cái này là thuốc cảm, thuốc trị cảm cúm, thuốc hạ sốt, giảm đau quá thường xuyên rồi ha. Mỗi người ở nhà nên có ít nhất là 14 viên paracetamol, mà cái loại tốt hiện nay là khoảng 650 mg á ha. Tại vì cái loại paracetamol mà 500 mg á thì theo mình thấy thì nó có vẻ là khá là yếu, cho nên mình nên xài cái loại 650 mg ha. Rồi, mục đích của paracetamol là để hạ sốt, tại vì cái triệu chứng thường gặp nhất khi mà nhiễm COVID là mình bị sốt. Rồi, ngoài ra thì nó có thể trị những trường hợp hàng ngày như là nhức đầu, đau bụng, nó có thể được xem như là một thuốc giảm đau thông thường. Rồi ha, sẽ có một số ít trường hợp bị dị ứng với paracetamol, tức là cái người đó bị sốt nhưng mà không thể uống được paracetamol, thì lúc đó mình có thể sử dụng một cái loại giảm đau không steroid, chẳng hạn như là ibuprofen ha. Đó là một thuốc thay thế khi mà có một vài trường hợp nào đó bị dị ứng với paracetamol, nhưng mà đó là một trường hợp khá là hiếm ha. Rồi, ngoài paracetamol ra thì mình nên có những cái thuốc chống dị ứng, chẳng hạn ví dụ như là fesomelamin hoặc là cetirizine ha, hoặc là tên tên thương mại của nó thường là Fastel 180 mg. Thì cái loại đó là nó vừa trị cái tình trạng ngứa họng nè ha, nếu như mà có sổ mũi nó cũng trị được cái tình trạng sổ mũi nè ha, có thể trị được ho ha. Đó thì mình nên trang bị cái loại thuốc đó, thì cái liều dùng đó là mỗi ngày mình chỉ uống một viên buổi sáng thôi ha. Còn nếu như mà bị nặng hơn á thì mình có thể phối hợp hai cái loại kháng histamine đó, một viên buổi sáng và một viên buổi chiều. Rồi, ngoài ngoài ra thì mình nên có Spectra để điều trị tiêu chảy, tại vì thường á, tiêu chảy cũng là một trong những cái triệu chứng của việc bị nhiễm COVID-19 ha. Rồi, ngoài ra thì nên có men vi sinh để giúp cho cái hệ tiêu hóa của mình được tốt hơn. Đó là những cái loại thuốc chính. Ngoài ra nếu như mà mình có ho khan á thì mình cũng sử dụng những cái loại thuốc ho thông thường thôi, là mình có thể điều trị được cái triệu chứng ho khan khi mà bị nhiễm COVID rồi ha. Chẳng hạn như là tẹt pin ha. Hoặc là khi mà mình có triệu chứng ho đàm, thường nó cái phần trăm nó ít hơn là khi mà ho khan, thì mình có thể uống các loại long đàm, chẳng hạn như là Acimut hoặc là acetylcysteine. Cái đó là những cái loại long đàm rất là thường quy ha, rất là thông thường, ở tất cả các nhà thuốc đều có. Và nếu các bạn khai ra các triệu chứng là ví dụ như tôi bị ho đàm, thì mọi nhà thuốc đều có thể kê đơn cho bạn. Cái đó là thuốc không cần có đơn của bác sĩ ha. Nói tóm lại là những cái thuốc trị COVID-19
là những cái thuốc rất là thông thường, mình có thể mua được ở tất cả các nhà thuốc và không cần đơn của bác sĩ. Và cho tới thời điểm hiện tại không có thuốc đặc trị COVID-19 ha. Bác sĩ nhắc lại một lần nữa là tới thời điểm hiện tại vẫn chưa có thuốc đặc trị COVID-19. Có khoảng 500.000 liều Remdesivir nhập từ của Vingroup, họ nhập về cho Bộ Y tế. Cái đó là thuốc kháng virus chung, tức là nó không có phải là đặc trị cho mỗi cái corona mà nó kháng chung cho tất cả các loại virus ha. Chứ tới thời điểm hiện tại vẫn chưa có thuốc đặc trị virus, rất là khó tìm được thuốc đặc trị ha. Thì cái mục đích của cái lọ thuốc mà mình mới nhập về đó là để giảm cái triệu chứng gây ra bởi corona. Rồi, nếu như mà các bạn thấy những cái bài share trên mạng ha, chẳng hạn như là ngày uống bao nhiêu trái dừa đó, ăn bao nhiêu trái chanh, hoặc là uống có kèm kháng sinh gì đó, họ cho rằng đó là cái bài thuốc trị COVID-19, thì cái đó là hoàn toàn sai lầm ha. Không có một cái loại thuốc nào đặc trị hết, chỉ có mình sử dụng thuốc kháng virus chung để mà mình hy vọng là nó kháng được cái loại này một phần nào đó ha. Có nên xúc nước muối hàng ngày không bác sĩ? Có ha Khanh, tại vì mình cũng biết là khi mà virus nó vào, nó tiếp xúc với mình á, là nó sẽ tập trung ở vùng sâu mũi và sâu họng, thì cái việc xúc nước muối đó sẽ giúp thứ nhất là mình sẽ làm vệ sinh cái vùng họng, và nó sẽ giảm được cái sự tập trung của virus ở đó, nó sẽ ngăn ngừa được cái việc là virus nó sẽ bám vào đó ha. Bổ sung vitamin theo đường ăn uống sẽ tốt hơn phải không bác sĩ? Đúng rồi Thúy, tại vì cái này không có nhất thiết là mình phải mua những cái lọ vitamin tổng hợp về mà mình uống ha. Mình có thể ăn đầy đủ chất, tập thể dục, giữ cho mình một cái sức đề kháng khỏe mạnh là ok. Uống nước xả gừng có được không bác sĩ? Nói chung là mình cứ ăn uống bình thường, uống nước xả gừng vẫn được, nhưng mà mình đừng có lạm dụng nó. Tại vì khi mà mình lạm dụng nước xả gừng á, mình uống quá nhiều trong một ngày, uống quá nhiều ngày trong một tuần, thì có thể dẫn đến bệnh lý dạ dày ha. Bác sĩ cũng gặp rất là nhiều người bị bệnh lý dạ dày liên quan tới cái việc là mình sử dụng gừng. Còn mà mình uống điều độ, ví dụ như là uống nước xả gừng ấm mỗi ngày một lần, hai lần gì đó, mỗi lần uống một ít thôi, thì nó hoàn toàn không có vấn đề gì hết. Virus có lây qua đường không khí không vậy bác? Em có đọc thông tin trên truyền thông nên thấy rất sợ. À thì nhân cơ hội này mình khẳng định là một lần nữa là virus không lây qua đường không khí ha. Nó bắt buộc phải tồn tại trong giọt bắn. Có thể là cái loại Delta, cái chủng Delta này đó, nó sẽ tồn tại lâu hơn trong môi trường tự nhiên ở bên ngoài, đặc biệt là trong những cái môi trường mà nhiệt độ dưới 25 độ. Đó là nó tồn tại dưới dạng những cái hạt lơ lửng trong không khí, chứ nó không thể nào mà bay từ đầu đường cho tới cuối đường được. Nó không thể nào mà bay quá xa 2 mét. Nó ví dụ như hai người tiếp xúc với nhau, hai người đều đeo khẩu trang, cho dù là tiếp xúc gần, hai người đều đeo khẩu trang đầy đủ, có face shield đầy đủ, thì có trong một trong hai người đó có người bị bệnh, thì khả năng lây nhiễm cho người khác là bằng không. Cái lý do là không có một cái giọt bắn nào xuất phát từ cái người bị bệnh để mà va vào cái người đối diện hết, tại vì bản thân cái người bị bệnh cũng đeo khẩu trang, cũng đeo face shield, thì làm sao mà có thể lọt ra được một cái giọt bắn nào để mà lây cho người đối diện ha. Rồi, thông qua đó thì mình giải thích luôn tại sao mà phải 5K, tại sao mà phải giữ khoảng cách và đeo khẩu trang ha. Tại vì không có một cái cách nào mà cái người bị nhiễm vừa đeo khẩu trang mà vừa đứng cách cái người khác 2 mét, mà cái giọt bắn của cái người đó chẳng hạn như là nước bọt đi, bay xuyên qua cái khẩu trang và bay xa được 2 mét, cái đó là điều không thể nào ha. Đó là điều không thể nào. Rồi quay lại cái vấn đề là những cái hạt lơ lửng trong không khí. Giả sử cái người đó
giả sử là cái hạt lơ lửng trong không khí có thể tồn tại được 2 tiếng, 3 tiếng gì đó, nhưng nếu như mà cái người bị bệnh vẫn đeo khẩu trang thì làm sao mà cái hạt lơ lửng trong không, làm sao mà những cái hạt đó có thể lọt ra ngoài không khí được. Và họ tính toán là với cái nhiệt độ bình thường á, cái nhiệt độ ngoài trời á, thì không có cái hạt lơ lửng nào có thể tồn tại khác tồn tại lâu được hết ha. Thì cái đó là cái đường lây truyền duy nhất của corona. Có nên uống Avit và Tylenol trước khi chích được không bác? Mình theo bác sĩ thấy thì không nên uống trước khi chích mà mình nên uống sau khi chích. Tại vì hai cái loại thuốc này là hai cái loại thuốc hạ sốt ha. Nó cái đỉnh tác dụng của nó là 30 phút sau khi uống. Nếu như mà mình uống trước khi chích á thì nhiều khi mình chích nó mất cả buổi sáng rồi, rồi mình về thì cái viên thuốc nó đã hết tác dụng rồi. Cho nên cái việc uống trước khi chích là không cần thiết. Nước muối tự pha được không bác sĩ? Sao có người nói nước muối tự pha không tốt, có phải không ạ? Nước muối tự pha vẫn được nha Khanh. Nước muối thì cũng như có nước với muối thôi, đâu có gì đâu mà không tốt với tốt. Đừng có bỏ đường vô nha. Thật ra cái việc nước muối là giúp cho mình vệ sinh răng miệng để chỗ đó cái vùng răng miệng của mình sạch sẽ và vi khuẩn, và nếu như mà có bị nhiễm virus á thì vi khuẩn nó khó có thể sinh sôi trong cái môi trường sạch ha. Chứ nó cũng là một biện pháp ngăn ngừa thôi, chứ không phải là mình xúc nước muối hàng ngày thì mình sẽ không bị nhiễm. Cái điều đó là không có gì chắc chắn hết ha. Cái này mình chỉ nói là để giảm một cái phần trăm nào đó thôi, chứ chứ mình đừng có ngày nào cũng xúc, ngày xúc 4 5 lần gì đó xong rồi mình vẫn bị nhiễm, xong rồi mình lại đổ thừa cho bác sĩ là bác sĩ kêu xúc nước muối quá trời luôn, sao cuối cùng cũng bị nhiễm thì xúc chi, thì nó không có đúng ha. Nó chỉ giảm một cái tỷ lệ nào đó thôi. À, ngoài ổi thì còn thực phẩm nào bổ sung nhiều vitamin C? Thì có rất là nhiều ha, ví dụ như là cam nè ha, quýt nè ha, đó là những cái thực phẩm. Hoặc là những cái rau quả mình ăn hàng ngày thì nó vẫn có một lượng vitamin C nhưng mà ở một cái mức độ nó ít hơn ha. Thì ổi là cái loại mà nó có chứa nhiều vitamin C nhất. À, còn nói sơ qua về cái vấn đề là bị nhiễm virus thì có nên uống kháng sinh hay không, và nếu như mà có uống thì uống như thế nào ha. Thì bị nhiễm virus thì không uống kháng sinh, tại vì kháng sinh nó chỉ có tác dụng với vi khuẩn thôi. Ví dụ như mình bị nhiễm trùng ngoài da nè ha, thì những cái vi khuẩn trong không khí nó sẽ bám vào, thì lúc đó mình sẽ uống kháng sinh. Hoặc là mình bị nhiễm trùng ở trong nội tạng của mình thì mình sẽ truyền kháng sinh để cho cái kháng sinh đó nó vào cái cơ quan bị nhiễm khuẩn và nó tiêu diệt vi khuẩn. Còn cái kháng sinh đó nó không có tác dụng với virus trong tất cả các trường hợp, trong tất cả các loại virus ha. Thì corona cũng vậy. Nhưng mà tại sao trong cái khi mà mình thấy cái báo cáo tử vong đó là người này bị viêm phổi, bị sốc nhiễm trùng sau khi bị nhiễm corona virus, cái lý do là cái con virus này nó vào phổi á, thì nó sẽ tăng cái khả năng, tăng cái tỷ lệ những cái loại vi trùng khác nó vào phổi và nó gây bội nhiễm. Cho nên á, cái lúc mà nó đã bội nhiễm rồi á, thì lúc đó người ta mới truyền kháng sinh mạnh vào. Còn trước khi đó đó, ví dụ như ở nhà mình bị nhiễm á, thì mình cũng chỉ uống là kháng sinh dự phòng thôi, uống 1 ngày 2 ngày thôi, cùng lắm là 3 ngày thôi, để phòng trường hợp là những cái con vi khuẩn trong cộng đồng á, nó vào nó gây bội nhiễm. Chứ cái mục đích uống kháng sinh không phải là để diệt virus ha. Sử dụng kháng sinh dự phòng á, thì hiện nay ở bệnh viện á, thì tùy theo mỗi bệnh viện mà nó sẽ có một cái phổ vi khuẩn khác nhau. Ví dụ như ở bệnh viện A thì nó có con A, con B, con C, nhưng mà qua bệnh viện X
thì nó lại có con Y, con Z chẳng hạn. Thì những cái đó là tùy theo kinh nghiệm của mỗi bệnh viện mà họ sẽ có cái loại kháng sinh dự phòng khác nhau. Còn nếu như mà mình ở nhà đó thì mình, nếu như mà mình có điều kiện để mà trang bị kháng sinh đó, thì mình cũng nên trang bị những cái loại kháng sinh phổ rộng, và uống là cũng vì mục đích dự phòng chứ không phải uống là để diệt virus ha. Bạn Đô có một câu hỏi là uống sủi C có ngừa virus được không bác sĩ, và uống sủi C nhiều có sao không ạ? Uống sủi C mục đích là để tăng cường sức đề kháng, để tăng cường cái hệ miễn dịch của mình, với mục đích là có thể phòng được virus, nhưng không có phải là 100% khi mà ngày nào mình cũng uống, ngày nào mình cũng uống là mình sẽ không bị nhiễm ha. Cái điều đó là không đúng. Và uống nhiều là nhiều bao nhiêu, nếu như mà một ngày mà uống cỡ cả thùng á thì chắc chắn là sẽ có vấn đề rồi đó bạn Đô ha. Nhưng mà một ngày nếu mà mình uống 1 viên, 2 viên, 1 gram, 2 gram thì không có vấn đề gì hết ha. Người ta nói chữa bệnh nên phơi nắng từ 10 giờ đến 10, 11 giờ có đúng không ạ? Theo bác sĩ thấy thì điều này không đúng ha. Tại vì với cái nắng hiện nay ở ở Việt Nam, cái khoảng thời gian từ 10 giờ tới 11 giờ nếu như mà mình phơi nắng á, thì mình sẽ bị cái sức đề kháng của mình nó bị giảm, và cái khả năng bị nhiễm virus nó còn cao hơn nữa. Ha, có bạn Khanh nói đúng nè ha, 12 giờ tới 13 giờ mới 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 đúng nè ha. Ra phơi nắng cái giờ đó là họ sẽ không có dẫn vào bệnh viện dã chiến đâu, mà họ sẽ dẫn vào một cái bệnh viện khác á. Kháng sinh phổ rộng là gì vậy ạ? À, kháng sinh phổ rộng thì chẳng hạn như là ốc mantin nè ha, và những cái loại kháng sinh của họ, cephalosporin chẳng hạn như là cefuroxim, đó là những cái loại kháng sinh phổ rộng thường dùng. Thì mình nếu như mà có uống đi thì cũng chỉ uống khoảng 3 ngày thôi là nhiều nhất, hoặc là chỉ uống 1 ngày thôi nếu như mà mình ở nhà đi. Còn nếu như mà bị trường hợp nặng và nguy kịch đó, để vào một bệnh viện á, thì có thể họ sẽ sử dụng nhiều ngày hơn, tại vì cái khả năng mà bị nhiễm trùng bệnh viện nó sẽ cao ha, thì họ sẽ sử dụng kháng sinh dài hơn. Rồi tùy theo mỗi cái bệnh viện mà họ sẽ sử dụng một cái kháng sinh khác nhau, cho nên mình không thể nói là tại sao bệnh viện A nó lại sử dụng kháng sinh này, bệnh viện B họ lại sử dụng kháng sinh này. Không có một cái quy định là phải sử dụng một cái loại kháng sinh nào nhất định hết ha. Nhưng mà đối với những người trẻ đó thì cái việc sử dụng kháng sinh thì theo bác sĩ thấy là không cần thiết, tại vì ít khi mà nó bị bội nhiễm, ít khi mà nó bị bội nhiễm lắm. Cái vấn đề phơi nắng á, tại sao lại có cái vấn đề phơi nắng, thì thường 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 ở phương Tây á, cái lượng nắng của nó không có quá cao, và cái nhiệt độ môi trường á, nó cũng không có quá cao, cho nên á họ mới có cái việc là phải đi phơi nắng. Còn ở Việt Nam á, nhiệt độ môi trường lúc nào cũng trên 25 độ C thì cái việc mà virus nó tồn tại trong không khí á, là cái việc khó khó có thể xảy ra ha. Trừ khi nào mà mình vào một cái văn phòng kín đi, một một tòa có ốc kín, thì có thể là virus nó sẽ tồn tại trong những cái hạt lơ lửng trong không khí từ 2 đến 3 giờ, và nó tăng cái khả năng lây lan, điều này đúng. Nhưng mà ở môi trường tự nhiên á, virus khó, rất là khó có thể tồn tại được. À, bác sĩ đang công tác tại Thẩm mỹ viện bác sĩ Long ha, và đang là giảng viên của khoa Y Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. À, mình là bác sĩ Vinh ha. Thì nếu như mà mọi người thấy cái livestream này hay thì mọi người chia sẻ để cho những người khác vào có thể tiếp cận được những cái thông tin hữu ích ha, và có thể chuẩn bị những cái
thuốc men nè, vật phẩm nè ha, thiết bị y tế ở nhà sẵn, để mà lỡ may có mình hoặc là người nhà của mình có bị vấn đề thì mình cũng có sẵn để mà dùng ha. Bộ test ở nhà có đúng hoàn toàn không bác sĩ? À, câu hỏi này thì trong cái lần livestream lần trước cũng có bạn hỏi ha, thì mình trả lời là một lần nữa, thì nếu như mà mình làm đúng tất cả những gì theo nhà sản xuất quy định thì cái tỷ lệ cái độ chính xác của cái loại test là khoảng từ 90 tới 94%, nhưng mà nó phụ thuộc vào rất rất là nhiều yếu tố. Thứ nhất là cái chất lượng của cái bộ test này, tại vì bây giờ tràn lan trên thị trường không biết cái nào là hàng chính hãng, cái nào là hàng nhái, nhiều khi là hàng nhập khẩu từ Hàn Quốc khác mà hàng đi tiểu ngạch nó lại có cái hiệu quả khác ha. Thứ hai là cái hạn sử dụng của cái lọ môi trường để mà mình hòa cái dịch tiết và mình đọc kết quả ha. Rồi cái kỹ thuật lấy mẫu là cái khó nhất, tại vì khi mà mình tự đưa 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 cái cây lấy mẫu á, vào sau mũi á, thì nó có một cái cảm giác rất là khó và nó sẽ bị vướng ở trên cái đường đi đó, thì mình thấy vướng mình cứ nghĩ là nó đã đụng sâu cái thành sâu mũi rồi, thì cái đó là không đúng ha. Nhiều khi nó chỉ mới đi được nửa đường thôi, rồi mình lấy ra mình đọc test thì hoàn toàn sai lầm. Cho nên cái test ở nhà nếu như mà mình làm đúng kỹ thuật thì nó đúng từ 90 tới 94%, nhưng mà theo bác sĩ thì khá là khó làm và nó có rất là nhiều bước, rất là dễ mắc sai lầm ha. Rồi quay lại cái vấn đề đường lây truyền ha, thì đường lây truyền xin khẳng định là một lần nữa là virus corona không lây truyền qua đường không khí, có chăng là nó sẽ tồn tại trong các dạng, trong các hạt lơ lửng trong không khí một cái khoảng thời gian có thể là dài hơn, ví dụ như là 2 tiếng hoặc 3 tiếng gì đó, trong đặc biệt là trong môi trường dưới 25 độ, và có thể bám vào những cái vật dụng chẳng hạn như là tay nắm cửa nè ha, cầu thang nè, khi mà người ta khi khi mà cái người bị nhiễm á, họ khạc nhỏ hoặc là họ ách xì gì đó ha, họ nhảy mũi, họ chạm vào những cái vật dụng đó thì loại virus nó sẽ lưu lại đó. Vậy thì ngoài cái việc là mình đeo khẩu trang nè, mình đứng cách xa mọi người 2 mét nè, thì mình nên rửa tay ha. Tại vì cái tay á, là cái rất là dễ mà mình đưa lên mũi, chẳng hạn như là ngứa đâu đó trên mặt ha, hoặc là ngứa mũi, ngứa mắt gì đó, mình đưa lên mình quẹt, mà trước đó tay mình đã tiếp xúc với cái vị trí có cái hạt lơ lửng chứa virus thì mình sẽ có khả năng lây nhiễm. Cho nên mình nên rửa tay thường xuyên ha, khi mà mình mua đồ chuyển tới nhà đi, khi mà mình tiếp xúc với shipper, mình cầm tiền gì đó, thì sau đó mình nên đi rửa tay bằng xà bông là tốt nhất ha. Nếu như mà tiện hơn á, thì mình có thể sử dụng cồn 70 độ hoặc là các gel rửa tay mà cái dạng trong bệnh viện á họ xài á thì vẫn được, nhưng mà tốt nhất, rẻ tiền nhất thì vẫn nên là xà bông ha. Rồi, sẵn nói qua về cái việc đeo khẩu trang nha. Đeo khẩu trang thì mọi người biết rồi, mọi người tiếp xúc với mọi người cũng biết đeo khẩu trang rồi, nhưng mà cái vấn đề lây truyền á, nó không phải là cái lúc mà mình đeo khẩu trang và các bác sĩ trong bệnh viện dã chiến á, họ bị nhiễm từ F0 cũng không phải là lúc họ điều trị, mà bị nhiều nhất là cái lúc mà họ tháo khẩu trang, tháo cái PPE ra ha, tháo cái bộ đồ phòng hộ ra, thì cái lúc đó là cái lúc dễ bị nhiễm nhất. Nhưng mà thường cái lúc đó là mọi người đã quá mệt mỏi rồi ha, nhiều khi là nằm dài ra sàn luôn, giống như là những cái tấm hình trên 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 mạng á ha, họ họ gần như là kiệt sức rồi, thì họ lại quên đi cái vấn đề là tháo đồ phòng hộ đúng kỹ thuật. Và mình cũng vậy, khi mà mình đeo khẩu trang, mình đi ra ngoài mình tiếp xúc với bao nhiêu người rồi, khi mà mình về thì mình nghĩ là an toàn rồi, nhưng mà không phải, cái lúc đó mới là cái lúc nguy hiểm nhất và cái lúc đó mới là cái lúc lây nhiễm.
thường á thì mọi người sẽ tháo khẩu trang sai cách, họ sẽ nắm cái vùng mask để mà họ họ kéo ra, hoặc là vì một cái lý do gì đó họ chạm vào cái mặt trước của mask ha, xong rồi sau đó họ không có rửa tay kịp và sẽ bị lây nhiễm, là cái lúc đó là cái lúc dễ lây nhất. Thì cái cách tháo khẩu trang đúng là mình phải nắm cái dây đeo vào lỗ tai á, mình tháo ra và mình lộn cái mặt trong ra ra bên ngoài rồi mình đi bỏ ha, và mình nên bỏ đúng nơi quy định. Rất là nhiều bác sĩ ỷ y trong trong cái vấn đề là lột khẩu trang ha, và lột cái bộ đồ bảo hộ đó, và những cái người nếu mà đúng á là trước khi lột cái đồ bảo hộ đó ra là phải xịt khử khuẩn lại, họ sẽ xịt bằng chloramine. Nhưng mà bị một cái á, là cái chloramine này á khi mà nó dính vào người á thì nó rất là dễ gây dị ứng, gây ngứa, cho nên họ thường sẽ bỏ qua cái bước là xịt khử khuẩn và họ sẽ tháo cái bộ đồ phòng hộ đó ra, và cái lúc đó họ không để ý, bởi vì sau một cái ca trực như 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 vậy á, là rất là dài ha, nếu mà trong bệnh viện dã chiến á, thì phải làm liên tục 12 tiếng. Thì và ví dụ như một bệnh viện dã chiến khoảng 1.000 giường đi, thì cái số lượng bác sĩ để mà theo dõi 1.000 bệnh nhân đó đó thì nó không có được dồi dào ha, và còn phải chia ra khá là nhiều khâu, cho nên thường là sẽ lây nhiễm vào 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 cái thời khắc là tháo đồ phòng hộ, và mình cũng nên chú ý cái vấn đề đó, chứ không phải là khi mà mình đeo vào mình đi tiếp xúc á, thì ok giữ khoảng cách, cái lúc đó là mình lúc nào cũng nhớ là tránh tiếp xúc với người đối diện, tránh tiếp xúc với người đối diện, nhưng mà khi mà không có người đối diện thì cái lúc đó mới chính là cái lúc mà mình bị lây nhiễm á. Nếu mà các bạn thương các bác sĩ tuyến đầu thì các bạn nên ở nhà ha, và tuân thủ 5K. Các bạn biết là bây giờ ở nhà là coi như là một đặc ân rồi đó. Có phải bắt buộc mình phải sử dụng khẩu trang N95 không bác? Thì giống như mình nói á, cái con đường lây truyền duy nhất là lây truyền qua giọt bắn, thì không có nhất thiết phải là N95, không có nhất thiết phải là khẩu trang, mà nó có thể là vải hoặc là quần áo gì đó mình che cái vùng mũi miệng của mình lại để tránh cái giọt bắn đó nó tiếp xúc vào miệng mũi của mình là ok rồi, chứ không có nhất thiết phải là cái loại khẩu trang này loại khẩu trang kia gì hết ha. Mình chú ý đeo khẩu trang, giữ khoảng cách và chú ý cái lúc mà mình tháo khẩu trang là ok. Bị hở van tim mà bị Covid thì có nặng không bác sĩ? Hở van tim là hở hở như thế nào, và hiện tại là cái người bị hở đó đó họ có triệu chứng gì hay không, ví dụ như họ có khó thở hay không, có bị phù gì hay không ha, có bị suy tim chưa, hay là chỉ là hở nhẹ nhàng thôi, hở xương xương thôi, thì nó phụ thuộc khá là nhiều yếu tố ha. Nếu như mà bị hở van tim nặng mà có thể dẫn đến suy tim ha, khó thở mà bị nhiễm Covid thì là nặng rồi đó. Còn nếu như mà mình chỉ bị hở sinh lý thôi, chẳng hạn như là không có thấy triệu chứng gì hết mà tự nhiên mình đi khám, mình đi siêu âm đại vậy đó, cái mình phát hiện ra là tim tim bị hở thì cái vấn đề đó cũng không có phải là gì quá nghiêm trọng ha.
Rồi hiện tại thì trên trên mạng truyền thông thì có rất là nhiều cái thông tin sai lầm về cái cách chữa Covid, thì các bạn nên chọn lọc những cái thông tin đúng ha, và nếu như mà mình thấy có gì nghi ngờ thì mình phải nên hỏi lại các bác sĩ ha. Tại vì mình điều trị mà sai á là nó còn nguy hiểm hơn là cái vấn đề là mình không điều trị nữa. Ví dụ như bữa bác sĩ có đọc được một cái loại quảng cáo về một cái thuốc, nó gọi là một một cái loại nó gọi là thực phẩm chức năng, nó gọi là uống một ngày một lần 2 viên, một ngày 4 lần, thì có thể giúp mình tăng sức đề kháng để mà điều trị, để mà phòng ngừa được Covid. Nhưng mà khi mà bác sĩ search trên mạng á thì cái đó không phải là thực phẩm chức năng, mà đó là một loại thuốc kháng Covid, giống như là những cái thuốc mà để kiềm chế sự nhân lên của virus trong những trường hợp mà những cái bệnh nhân mà bị HIV hoặc là bị viêm gan B đó. Thì cái loại đó khi mà mình uống nhiều á, nó sẽ rất là dễ dẫn đến suy gan. Các bạn biết là những cái người mà bị viêm gan B hoặc là bị HIV đó, họ sử dụng cái loại thuốc kháng virus á, mỗi ngày họ chỉ uống 1 viên thôi, mà nhiều lần á có nhiều trường hợp là họ còn bị suy gan nữa. Trong khi đó cái này nó quảng cáo một cái loại thuốc kháng virus cũng tương tự như cái loại đó, mà nó đăng là mỗi một ngày uống 8 viên. Thì các bạn thấy uống 8 viên là chắc chắn vô suy gan luôn á. Thì những cái thông tin sai lầm như vậy thì mình nên tránh ha, mình nên tìm hiểu kỹ trước khi mà khi khi mà mình mua ha. Bây giờ là những cái thông tin về Covid, về cái cách chữa trị, về cách phòng ngừa ha, thì tràn lan trên mạng, nhưng mà cái tỷ lệ đúng của nó thì mình thấy không có được cao lắm, cho nên các bạn cẩn thận ha. À, nãy bạn Huy có hỏi một câu là bác sĩ có chữa sẹo rỗ không, thì cái câu này nó cũng không có liên quan tới chủ đề ngày hôm nay, nhưng mà cũng thuộc chuyên môn của mình nên nên nên, nên trả lời luôn ha. Thì hiện tại ở Trung tâm Phẫu thuật Thẩm mỹ bác sĩ Long có điều trị sẹo rỗ ha, và mình sẽ trị tùy theo cái mức độ nặng của bạn, mà mình có thể trị bằng máy laser fractional không, hay là mình có thể điều trị giữa tế bào gốc và điều trị bằng máy ha. Thì nếu như mà sau dịch mà bạn có điều kiện á, có thời gian, thì mình nên lên thăm khám, thì lúc đó mình sẽ tư vấn kỹ hơn. Bị suyễn mà lỡ bị bệnh có nguy hiểm không bác sĩ? Thì cũng quay lại cái vấn đề là bị suyễn cái mức độ đó như thế nào. Nếu như mà bị suyễn mà cần phải sử dụng corticoid thường xuyên mỗi ngày, hoặc là mỗi tuần đều phải hít cái thuốc phun đó đó 2 lần, hoặc là đêm ngủ không được, mình nó ảnh hưởng tới giấc ngủ của mình và bị nhiễm cái loại Covid này, thì chắc chắn là nguy hiểm. Nhưng nếu như mà bị suyễn mà chỉ khi nào mà tới mùa hoặc là tiếp xúc với dị ứng ha, hoặc là lâu lâu nó mới bị, hoặc là từ nhỏ bị rồi, trong suốt một cái quá trình mười mấy năm mình không có bị lại, thì cái điều đó nó không có gì là quá nghiêm trọng ha. Bạn Thúy Nguyễn này thấy đa số hỏi về bệnh không à? Không biết nha, trong người bị bệnh hay là hỏi giùm ai? Rồi, cái loại thuốc kháng virus có người nói là các nhà thuốc cũng nên bán cái loại đó để cho mọi người dân có thể tiếp cận với nó, thì cái điều này có đúng hay không? Thì theo mình thấy á, thì cái loại thứ nhất là cái loại kháng virus này, nó khi mà sử dụng á thì mình cần phải có sự chỉ định của bác sĩ. Mình nên sử dụng trong những trường hợp ví dụ như là nặng và nguy kịch, thì
mình hy vọng rằng một cái tỷ lệ nào đó ha, nó sẽ giúp bệnh nhân khỏe mạnh hơn. Còn nếu như mà mình là người không, mình bị nhiễm không triệu chứng, tại vì 80% là người nhiễm coronavirus không triệu chứng, thì cái việc mình sử dụng thuốc kháng virus là cái điều không cần thiết. Cho nên để mà có bán rộng rãi cái nhà thuốc mà mình mua về mình dự trữ á, thì cái điều đó theo bác sĩ thấy là không cần thiết. Tiêm vaccine rồi mà vừa uống thuốc để giảm tình trạng với không uống thì cái nào tốt hơn bác sĩ? Mình chưa hiểu lắm ha. Tức là ý của Chiến bảo rằng khi mà mình đã tiêm vaccine rồi thì cái việc uống thuốc kháng virus để mà mình giảm cái tình trạng đó ha. Theo mình thấy thì đã tiêm vaccine rồi á thì cái tỷ lệ nặng tới nguy kịch là nó giảm khá là nhiều rồi, cho nên không có cần phải uống thuốc kháng virus nữa. Nhưng mà nếu như mà mình bị nặng nguy kịch á, khi mà mình nhập viện á, thì bác sĩ sẽ sử dụng cái loại thuốc đó để điều trị cho mình. Chứ nếu như mà mình vẫn còn ở nhà, cái nồng độ oxy trong máu của mình không có giảm nhiều thì cái việc uống thuốc kháng virus là không cần thiết. À, về cái vật dụng y tế á, thì mình nên nếu như mà bạn nào sử dụng điện 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 thoại thông minh á, thì nên cài cái ứng dụng là đo nồng độ oxy trong máu để mà mình trong trường hợp lỡ mà mình F0 hoặc là F1 chuyển F0 gì đó, hoặc là mình trong trường hợp FX thì mình cũng có cái để mà mình theo dõi cái nồng độ oxy trong máu của mình. Tại vì cái bệnh này á, nó có một cái triệu chứng là giảm oxy trong máu thầm lặng, tức là nhiều khả năng là cái nồng độ oxy trong máu của mình nó khá là thấp rồi, nhưng mà mình lại không có một cái triệu chứng gì hết, mình vẫn đi tới đi lui được, mình không có cảm thấy quá mệt mỏi, quá khó thở, có chẳng qua là hơi hơi thôi. Nhưng mà lúc đó là cái oxy trong máu của mình nó rất là thấp rồi ha. Thì chỉ có một cái cách là mình kẹp kẹp cái dụng cụ vào, mình đo để mà thì mình mới biết là lúc đó oxy của mình thấp, mình cần phải thở oxy. Chứ nếu không á, nó tuột là mình sẽ không có xử lý kịp ha. Thì cái máy oxy nó, cái loại đo oxy nó giống vậy nè ha. Thì cách sử dụng cũng khá là đơn giản ha. Mình kẹp vào rồi mình bấm nút thôi ha, thì nó sẽ hiện lên cái thông số, nó sẽ hiện lên cái thông số ha. Đó thì một số là cái này nó bị ngược ha, một số là nó chỉ cái nồng độ oxy trong máu của mình, và một số là nó chỉ cái nhịp tim của mình ha. Thì một là các bạn mua cái này, hai á là mình có thể tải một những có rất là nhiều app để mà mình kiểm tra cái chức năng này ha. Tại vì á, khi mà cái nồng độ oxy trong máu của mình nó mà dưới 96% á, là lúc đó là mình đã bị siêu hấp trung bình rồi. Là lúc đó nếu như mà bị nhiễm bình thường á, là lúc đó mình đã khó thở mệt mỏi, là mình phải thở oxy rồi. Nhưng mà cái bệnh này á, corona COVID-19, là nhiều khi nó tụt xuống dưới 80 luôn, nhưng mà mình vẫn cảm thấy là hơi mệt thôi, mình nghĩ là mình không có cần oxy, nhưng mà thật ra không phải ha. Lúc đó là mình đang rất rất cần oxy, và nếu như mà mình không có kẹp cái máy đo oxy này vào á, thì không có cách nào biết hết, bác sĩ cũng không thể nào biết hết. Tại vì lúc đó người bệnh là đi tới đi lui bình thường ha, không có một cái triệu chứng gì là cảm giác mệt mỏi hoặc là gì hết. Nhưng mà lúc đó là rất rất là nguy hiểm rồi ha. Nếu như mà một cái bệnh bình thường á, mà oxy, nồng độ oxy trong máu mà dưới 80 á, là rất là nặng rồi đó.
cho nên á, cái triệu chứng